Em đi dạy thì thôi, về nhà là cắm cúi và cái điện thoại. Riết rồi không còn ra thể thống gì nữa. Cô thật là quá đáng. Những lời lẽ này ở đâu cô có? Lời nói của cô giống như thách đố làm vợ của tôi. Cô khổ lắm sao? Mm-hmm.
hay. Hôm nay em làm cho tôi bất ngờ hơi nhiều đó. Vợ của tôi ơi, một cô bé hồn nhiên xinh đẹp ngoan hiền của ngài sửa đâu rồi? Mà hôm nay em lại khéo mua mồi biết dùng chót lưỡi, chắc từ lâu rồi nhớ nhiều tục tội. Tâm tục tư đức biết chưa, đừng nói những câu dư từ. Đàn ông năm tê bảy tiếp lẽ thường, con vợ con nhà chừng mực mà thương. Cậu hãy im đi, ta đủ lắm rồi. Nếu không thì biết tay tôi. Không, 20 năm qua biết bao thân trầm cuộc sống, dẫu gì mình cũng là chồng vợ với nhau, cùng trải qua biết bao tháng ròng năm dài. Là nỡ là duyên do số phận an bài, sống trên đời mà em đúng sai sao tránh khỏi. Biết em chịu đựng nhiều mệt mỏi gì nha, đã là vợ chồng thì có trước có sau, từ đây anh sẽ thật ngọt ngào bù đắp lại. Vui vẻ vợ chồng cùng con trai con gái, còn mấy chuyện bệ tha từ nay hơn xin chừa. Tất cả đã qua rồi, anh mong em nghĩ lại. Dù có chút muộn màng, mình sẽ mãi bên nhau. Hãy một lần tin anh khỏa lấp nỗi đau. Hạnh phúc gia đình lẽ nào em không tìm được. Đàn xưa lạc phim say cung, từ nay anh hứa thủy chung suốt đời.